Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Vladimir Kosin, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Belarus tại Việt Nam, về việc tổ chức chương trình biểu diễn của đoàn ca múa nhạc thiếu nhi Belarus Rovesnik tại Hưng Yên. Cùng dự buổi tiếp và làm việc có lãnh đạo các sở ngành liên quan. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vladimir Kosin đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Belarus và Việt Nam trong thời gian qua và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa với tỉnh Hưng Yên. Đại sứ cho biết, vào khoảng cuối tháng 6 tới, Belarus sẽ đưa đoàn nghệ thuật thiếu nhi Belarus Rovesnik sang Việt Nam biểu diễn. Đại sứ mong muốn đoàn được đến biểu diễn tại Hưng Yên. Nhân dịp này, ngài đại sứ đã trân trọng gửi lời mời lãnh đạo tỉnh tới thăm Belarus vào thời gian gần nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng vui mừng cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của đại sứ Cộng hòa Belarus về mối quan hệ truyền thống giữa hai nước, trong đó có mối quan hệ giữa doanh nghiệp của Belarus với tỉnh Hưng Yên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao việc Belarus đưa đoàn nghệ thuật thiếu nhi sang Việt Nam và đặc biệt là tới Hưng Yên biểu diễn. Đây cũng là hoạt động nhằm thắt chặt tình cảm đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Belarus với Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các cơ quan liên quan trong tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đoàn biểu diễn tại Hưng Yên thành công.